Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng giao thông và sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, ngành logistics ở Bình Dương phát triển nhanh và mạnh. Tỉnh xác định phát triển logistics là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập kinh tế quốc tế. Hiện Bình Dương đang xây dựng hệ sinh thái logistics công nghiệp hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm logistics của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dệt may là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Dương. Theo tính toán của các doanh nghiệp dệt may, mặc dù ngành logistics của tỉnh đã phát triển khá tốt, nhưng hiện chi phí vẫn còn cao hơn so với một số nước trên thế giới. Điều này khiến sản phẩm mất lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại ở thị trường quốc tế. Do đó, khi Bình Dương xây dựng hệ sinh thái logistics công nghiệp với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất chi phí, các doanh nghiệp rất mừng. Với những cái định hướng sắp tới phát triển về logistics cũng như là kết hợp với các cái công nghệ mới thì chúng tôi là những người sản xuất và đa số là các cái ngành của chúng tôi đã có xuất khẩu liên quan tới logistics kho bãi. Nếu mà được cải thiện với những cái áp dụng những cái phương cách mới thì chúng tôi hy vọng nó sẽ giảm được giá thành và góp phần trong cái việc cạnh tranh về giá cuối cùng của sản phẩm đến người tiêu dùng cũng như là xuất khẩu ra nước ngoài. Hệ sinh thái logistics công nghiệp mà Bình Dương đang xây dựng hướng đến 3 nội dung trọng tâm là chuyển đổi số, chủ động xanh hóa, hình thành chuỗi cung ứng kết nối toàn cầu. Tỉnh cũng đặt ra 5 nền tảng giá trị cơ bản cho hệ sinh thái, gồm hệ thống kho bãi đa dạng và sẵn sàng cho các loại hàng hóa khác nhau từ ngành công nghiệp đến thương mại điện tử. Hạ tầng giao thông đa phương tiện kết nối xuyên suốt đến các tỉnh thành, cảng hàng không, cảng biển trong khu vực. Vận chuyển nhanh chóng và linh hoạt, tự động hóa và số hóa quy trình thông qua việc ứng dụng công nghệ mạng lưới vạn vật kết nối, AI trong vận hành và quản lý quy trình luân chuyển hàng hóa, kiểm soát lộ trình, hệ thống giám sát thông minh trong quá trình vận chuyển. Bất kỳ ngành nghề nào muốn phát triển đều phải dựa vào chuỗi cung ứng, dựa vào các khâu thượng nguồn và hạ nguồn. Các công ty khi đến Bình Dương đầu tư, trong giai đoạn ban đầu sẽ cần tìm khách hàng và các nhà cung ứng, từ đó hình thành nên sự liên kết giữa các ngành nghề. Một hệ sinh thái logistics công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp tại Bình Dương là điều cần thiết để phát triển bền vững. Trong thời gian phát triển vừa qua thì có hơn 20 các cái doanh nghiệp logistics là những ông lớn trong cái hệ sinh thái liên quan đến công nghiệp và phục vụ cho các hoạt động logistics cho công nghiệp. Và chúng tôi vẫn tiếp tục cái sự phát triển theo định hướng chiến lược là phát triển logistics công nghiệp. Song song với đó thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là ngày nay thương mại điện tử phát triển rất là mạnh mẽ. Do vậy cho nên hầu hết những khách hàng đến từ thương mại điện tử chính là khách hàng người tiêu dùng cuối. Vì vậy cho nên cái sự kết hợp giữa nhà sản xuất, khu vực logistics trung tâm cũng như là nhà tiêu dùng cuối, đó chính là cái định hướng mà sắp tới chúng tôi sẽ nghiên cứu và phát triển. Nhà đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn những nơi có điều kiện tốt về hạ tầng, phát triển dịch vụ logistics. Vì vậy, quan tâm phát triển hệ sinh thái logistics công nghiệp cũng chính là góp phần tạo cơ hội, nền tảng để đón các doanh nghiệp, tập đoàn lớn về đầu tư làm tại Bình Dương.